Nên là đợt này chúng ta phải thật cẩn thận, giúp tôi cả. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có các cái màn hình còn lại là màn hình thêm dữ liệu và màn hình xóa, à màn hình sửa đúng không? Cái xóa chúng ta làm rồi. Được chưa? Chúng ta sẽ làm nốt hai cái đó. Được không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Đầu tiên chúng ta phải làm cái mớ giao diện đã nhở, đúng không? Từ từ hãng hãng lao vào trong cái phần form bộ, chúng ta phải có cái mớ giao diện đã. Được chưa? Bây giờ chúng ta tạm thời có như sau. Cái gì mà Angular lắp 6 đây? Stack blip của tôi đâu? Mẹ đi rồi. Đây. Rồi nhá. Bây giờ ở trong app, ở trong cái hotel này, chúng ta sẽ sinh ra thêm cho tôi một cái component nữa. Được chưa? Sinh ra thêm một cái component nữa. Tôi để component này là cái gì bây giờ ta? Tôi đặt cái component này là hotel. Hotel to form. Được chưa? Tôi đặt là hotel form này. Các bạn tạo giúp tôi đi, làm cùng tôi đi. Được chưa Thánh? Bật bật cam bật mic như thế nào? Trả lời tôi một câu cho đỡ buồn cái, buồn quá. Tôi có thế. Ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Khi mà tôi sẽ sinh ra một cái nút ở ngoài danh sách này, nút là nút, ví dụ nút dưới này đi là nút tạo mới, hoặc là nút trên này một nút tạo mới. Và khi đấy là một nút nhá, và khi tôi bấm vào chi tiết một cái khách sạn thì tôi sẽ có thêm một cái đường dẫn vào đây nữa. Đường dẫn đấy là đường dẫn là cập nhật. Được không ạ? Được chưa? Thì hai cái đường dẫn tạo mới và cập nhật nó sẽ đều đưa đưa cái màn hình của chúng ta về cái hotel form này. Được chưa? Bởi vì cái màn hình hotel form và cái màn hình tạo mới ấy, giao diện của nó là giống hệt nhau. Chỉ có khác mỗi cái nội dung ở trong form là ở trong giao diện tạo mới thì sẽ không có dữ liệu ở form, còn giao diện cập nhật thì sẽ có dữ liệu sẵn ở trong form luôn. Được chưa? Thì đấy nó là cái chúng ta sẽ làm. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tạo ra thêm hai cái đường dẫn nữa ở trong app module này. Được chưa? Tạo thêm hai cái đường dẫn nữa ở trong app module này để giúp chúng ta là điều hướng cái đường dẫn tạo mới và đường dẫn cập nhật về cái hotel form. Được chưa? Bây giờ thử nhá. App module này. Bây giờ tôi sẽ thêm hai cái đường dẫn nữa vào đây, bao gồm là path bằng s trừ hotel component xử lý là hotel form component. Thêm một cái nữa, path hai chấm đường dẫn là edit trừ hotel sượt hai chấm id, sượt hai chấm id với component cũng là hotel form như này. Thưa các bạn ơi, thêm cho tôi giúp hai thêm vào cho tôi hai cái này nữa nhé, ở trong file app module.ts. Xong chưa các thím?
rồi. Ok nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái bước là cập nhật cái các cái đường dẫn cần thiết vào trong các cái màn hình, được chưa? Ở cái màn hình hotel này, các bạn sẽ thêm giúp tôi một cái đường dẫn vào trên đây. Chỗ đây là thẻ A này. Tôi sửa cái hardware này thành cái router link. Router link. Với đường dẫn là S-hotel. À, cái này nó không có cái này, S hotel thì không cần. Đây là tạo mới. Được chưa? Cái nút tạo mới đây. Cái đường dẫn là chỉ cái đống ở trên này, tí nữa tôi sẽ bỏ đi. Tạo mới này. Router link về S hotel. Được chưa? Vào cái màn hình hotel form component. Hotel form component. Thì tôi cũng sẽ hotel detail, xin lỗi các bạn nhá. Hotel detail component thì trước cái button này. Trước cái button này. Tôi sẽ thêm vào đây một cái nút nữa, cũng là A router link. Router link. Nhưng mà đường dẫn của nó sẽ là như này. S hotel, nhưng mà nó sẽ là .. S hotel và số là cái hotel data .id. Đây là cập nhật. Thế sao lại .. À, nếu mà em không có cái này á, em nhìn này, đường dẫn đây này, nó sẽ từ detail 2 sược edit. Em nhìn theo đường dẫn ở góc dưới bên tay bên tay trái của tôi không? Vâng. Sau đó mình phải lùi hai thư mục ra. Được chưa? Tạm thời như này tôi đã tìm cách để loại bỏ cái đoạn này đi. Có thể là có cái gì đấy ở trong cái routing tôi chưa config đủ nên là nó bị như này. Thì tạm thời em cứ làm để nó chạy đã. Bơ xong thì báo nha. Anh cho em xem cái hotel form của file HTML này. Hotel form á? Vâng vâng vâng. Hotel form nó có gì đâu? Ủa thế cái tạo mới viết đâu vậy thầy? Tạo mới gì em? À, tạo mới viết ở đây mà, hotel list mà. Đây nó là cái này. Vâng, ok thầy ơi. Bớt định sao chấm tình nhỉ? À đâu rồi? Thế ơi. Ơi. Sao em bỏ cái thẻ A edit hotel vào thì nó mất bố nó hết dữ liệu, còn tắt đi nốt nó lại thì nó lại hiện ra thế ơi. Gửi link lên nào.
thầy nốt cái hàng cập nhật lại đi, hàng hàng số 5 ấy thì nó lại ra. Thế rồi để em xem. Ui giời, mẹ ông viết sai cái chữ Quý Yến Hotel này này. À, Thiếu chữ L. Rồi nhỉ, tôi sẽ chính tả. Ôi, được rồi đây. Ok. Thì trả được cái giá. Được chưa thím ơi? Được chưa nhỉ? Không chưa? Cái ký tự gì để cách ra trong HTML ở thầy nhỉ? NPSP, NBSP. Đây này, và NBSP. Được chưa thím? Được rồi ạ. Rồi nhá. Bây giờ các bạn bấm vào đi, bấm vào cập nhật thì nó cũng về Hotel Formwork này. Về trang chủ bấm vào tạo mới nó cũng về Hotel Formwork, được chưa? Ok chưa? Ok rồi đấy. Rồi ok, bây giờ về cái Hotel Form nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái phải làm sao bắt buộc phải hiển thị đúng được dữ liệu. Đó là khi mà bấm vào cái màn hình tạo mới thì chúng ta hiển thị ra một cái, chúng ta có một cái biến là hero hotel đi, hotel bằng cái dữ liệu rỗng này, bằng object rỗng. Ví dụ như chúng ta có ID này, có ID bằng null này đó, có name của hotel cũng bằng string rỗng này, có logo của hotel cũng bằng string rỗng luôn, có address à, address bằng string rỗng, và cuối cùng là có cái country, country nó cũng bằng string rỗng. Dạ, khởi đầu là như thế này đã. Country nó cái hotel của chúng ta, dữ liệu mẫu với tạo mới nó sẽ như thế này. Được chưa? Đây tôi sẽ gửi cho các bạn, mà thôi các bạn gõ đi cho nó quen tay đi. Dạ, và tôi sẽ phải hiển thị cái hotel form ở cái hotel form component đấy. Tôi sẽ hiển thị cái pie này ra, cái pie của cái hotel này. Được chưa? Đến đây tôi sẽ hiển thị như sau. Tôi có một thẻ là thẻ free. Trong này tôi hiển thị ra giá trị của thằng hotel. Được chưa? JSON. Đây, tôi bấm vào tạo mới đây, dữ liệu của nó đây. Được chưa? Khởi đầu là chúng ta khi mà tạo mới nó sẽ ra như này. Được chưa các bạn ơi?
Được chưa? Thánh đâu, các thánh nhân đâu à? Được chưa các bạn ơi? Hiển thị như này chưa? Đó, bọn này đi đâu hết rồi nhỉ? Được rồi thầy. Ok, tiếp tục nhá. Nhưng mà với đây là với dữ liệu là khi mà chúng ta tạo mới thôi. Nhưng mà khi cập nhật thì không thể nào dữ liệu nó cũng như vậy được, đúng không? Khi cập nhật chúng ta phải lấy dữ liệu ở ở cái sản phẩm này ra, ở cái khách sạn này ra này, từ cái tên này, từ cái ảnh, từ cái địa chỉ và từ cái quốc gia của nó. Lấy hết ra và hiển thị ra ngoài này, đúng không ạ? Thế vậy với cái này chúng ta sẽ dùng làm như thế nào, đúng chưa? Thì rất là dễ thôi. Giống y như cái detail. Bây giờ bước này các bạn làm giống y hệt như cái detail. Là tôi sẽ làm như sau. Tôi import. Import. Từ cái from A cộng Angular Router. Import cái router và active router. Được chưa? Ngoài ra tôi import thêm cái thằng hotel service nữa, from chấm chấm sược hotel chấm service. Đây tôi để là class là hotel service. Được chưa? Cái hotel service đây. Và ở trong cái constructor này chúng ta có ba cái DI. Private hotel service. Kiểu dữ liệu là hotel service. Private route. Một kiểu dữ liệu là router. Và cái private của thằng active vào. Được chưa? Ba cái. Ở ng on init này chúng ta sẽ xử lý tiếp như sau. This chấm activate route chấm paramap chấm subscribe. Viết param ở đây. Chúng ta có let cái hotel ID, đúng không, bằng với lại cái param chấm get cái tham số ở ngoài này, chúng ta đặt nó là ID ạ. Thì ở trong này chúng ta cũng sẽ nhận nó là ID. Đây, chúng ta cũng nhận nó ở đây là ID. Và chúng ta có this chấm hotel service chấm get hotel by ID và truyền cái hotel những hotel ID vào, chấm subscribe data, chấm subscribe data thì chúng ta có this chấm hotel bằng với lại cái data. Thế là xong. Cái này giống hệt như là cái hotel detail. Các bạn có thể copy lại phần hotel detail vào đây cũng được. Bỏ mỗi cái này, chuyển này từ hotel ID sang cái ID thôi. Bởi vì tên tham số trên đường dẫn chúng ta đặt ở vị trí này ra. Cho cái đường dẫn này là tên là ID.
Có tiền á. Để cho mày. Để cho của mày trước. Có tiền thì đi vào mua đi. Ừ. Từ từ sẽ chính tả. Màu gì nhỉ? Đỏ màu cháy. Đây á. Kinh lắm. Bị cái gì đây? Được chưa thím? Có bị lỗi gì không? Vào cái link Ngọc Hải trước em gửi lên đấy thầy. Nó báo là can resolve old parameter này đúng không? À, đúng rồi. Nếu có sai chính tả đâu thì soi lại cái. Ô theo phong còn buồn này. Cái này trong app. Cái trên port à? Port chứ nhỉ? RAM chưa quan tâm, không phải đâu em ơi. Không phải, ở dưới chữ LED đi thầy. Nó viết chữ RAM mà nó thừa chữ S thầy ơi. Khác với ở dưới. Không, nó hết lỗi đâu. Em cũng đang bị lỗi tương tự thầy ạ. Ok, chờ tí. Để xem nó bị làm sao á. Not found á, nôn này, ai đi ai chung, nôn. Hotel form component object, object là cái mẹ ông. Okay, từ nhá, comment đoạn này vào nhá. Vẫn lỗi này. Chú đừng dẫn đấy thầy, tối em có bị như thế. Đừng dẫn nào? Trong cái app. App module nhá. Ừ, em nghĩ thế tối em có bị một lần cố góp cái kiểu này. Add hotel này, component hotel form này, edit trừ hotel này, 2.id này, lỗi gì nhỉ? Can resolve all parameter. Chờ tí để search xem lỗi gì. App component test. Thank you.
injectable rồi mà. Và đây là của tôi. Ừ nhá, tạm thời tôi sẽ bê cái đoạn này của ông đi nhá. Chạy này. Tôi nghĩ là nó chết ở đây này. Router thôi, router đó là mỗi router thôi. Đấy. Router khác nhau rồi. Ta chưa hai class khác nhau à? Đây em thiếu chữ R ở đây nhá, ở hai chỗ này. Được chưa Hải ơi? Được rồi, đều nó chạy ở đây. Ok. Còn ai nữa không? Tag bleed của tôi ở đây. Cương à? Em gửi link của thầy ấy. Đây đây. Bài Cương gửi link của thầy ấy, bài của nó. À. Được chưa? Lấy dữ liệu cho các thánh. Được rồi thầy ơi. Được rồi thầy. Quay. Được rồi gì? Ok, thế chúng ta xong cái bước khó khăn đầu tiên. Thầy có con quyền đấy. Hả? Thằng quyền nó đang lỗi thầy ơi. Thằng quyền đang lỗi đấy. Thấy nó lỗi thì anh em vào hỗ trợ nó đi. Mỗi thằng một chân một tay. Đang xem thầy ạ. Thằng này không lấy được dữ liệu à. Ê à, ông Quyền ơi. Nhìn ăn DeFi xin đường dẫn không em ơi. Thiếu ID rồi. Không phải thiếu ID. Cái ID không phải. Cái không tên ID của đâu, ID là... Cái get là... ID của nó. Cái kia là... Đây này. Đây à. Đây nãy ông ấy viết chữ Y to. Chết nhăn răng là đúng rồi. Được chưa Quyền ơi? Chỗ thường, chỗ hoa. Đặt tên class kia xanh tả. Ok nhá. Thế chúng ta đã lấy được cái dữ liệu từ thằng từ hai cái màn hình tạo mới và màn hình cập nhật. Được chưa? Lúc cập nhật thì cần dựa vào cái ID của thằng vừa được bấm ấy, lấy dữ liệu ra. Còn với thằng tạo mới thì thôi, chúng ta chẳng phải làm mẹ gì cả. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần lý thuyết của thằng Angular mới. Đó là về phần Reactive Form Angular.io này. Chúng ta đọc về form. Trong này nó có một cái gọi là Reactive Form. Thì nói lý thuyết thì chúng ta sẽ không cần phải để ý nhiều, chúng ta sẽ thực hành và để chúng ta hiểu luôn. Được chưa? Reactive form ấy, về cơ bản ấy, là chúng ta còn nhớ cái cách ngày xưa chúng ta thêm sửa xóa dữ liệu cho cái ví dụ ở những cái bài đầu tiên không? Còn nhớ không? Chúng ta phải có, nếu mà thể input ấy, thì chúng ta phải có cái sự kiện là on key up đúng không? Vâng. Nếu mà cho thẻ select thì chúng ta có sự kiện là on train. Đấy. Thì những cái đấy nếu mà chúng ta code ấy, nó rất là mất công. Bây giờ chúng ta có một cái thứ khác mà chúng ta đỡ mất công hơn rất là nhiều. Sửa phát và nó lưu thẳng vào trong cái dữ liệu thì được viết ở trong component luôn. Được chưa? Nhưng mà để thực hiện cái việc đấy thì chúng ta cần phải làm các bước như sau. Chúng ta sẽ sử dụng cái feature reactive form của thằng Angular. Đầu tiên chúng ta sẽ import cái reactive form module từ cái Angular form. Được chưa? Cái này các bạn đừng copy cả cái dòng này vội nhá. Chúng ta copy mỗi cái này thôi. Yeah. Copy mỗi này thôi, bởi vì ở trong thằng Angular ấy, trong file app module nó đã có cái form module đây rồi. Thì chúng ta bổ sung thêm cái thằng reactive form vào đây. Nó cũng lấy ra từ Angular form mà thôi. Được chưa? Sau đó ở dưới này chúng ta phang cái reactive form module vào.
Đây là khai báo cho toàn hệ thống biết là tôi sẽ sử dụng cái reactive form của ông. Được chưa? Xong chưa các bạn ơi? Reactive form module. Được chưa? Tiếp tục nhá. Tiếp tục này các bạn ơi. Tiếp theo ở trong cái màn hình form, chúng ta sẽ khai báo từ cái Angular form sử dụng cái thư viện là form control và form group. Được chưa? Thì tôi copy cái đoạn này. Tôi phang vào đây, vào trong cái hotel form component này. Tôi sẽ import cái form control và form group. Được chưa các bạn? Xong chưa? Đâu rồi? Bọn này câm hết rồi à? Bật cam, bật mic như thế nào? Không phải bật cam nữa, bật mic thôi. Này, bật cam mà áo lên em. Không phải mặc áo. Mỗi mấy thằng này mặc áo mặc sống làm cái gì cho vất vả. Cô gái thì ơi. Được ông ơi. Gái đâu? Lớp này cô gái mà thầy. Gái. Đâu? Lớp cô gái mà. À, thấy ngay đầu. Thôi tôn trọng bạn. Tôi quên mất là lớp này có nữ. Học tối học kiểm thử ở trường thoải mái. Kiểm thử vẫn cô gái bạn này. Vẫn là hai bạn này. Được chưa? Đến đây xong chưa? Xong rồi thầy ơi. Rồi ok. Bây giờ nhá, cái hotel này mình sẽ sửa nó thành hotel form. Hotel form bằng với lại cái kiểu dữ liệu của nó là new form group. New form group. Ở trong này chúng ta, trong cái form group chúng ta nhận một cái tham số thôi, là một cái object. Trong cái object này chúng ta có như sau. Bao gồm ID bằng new form control. Đấy. Với dữ liệu truyền vào là null. Yeah. Name cũng là new form group và form control luôn. Với string là giá trị mặc định. Logo bằng new form control. Với giá trị cũng là null luôn. Và hai cái cuối cùng. Hai cái cuối cùng, một cái là country, một cái là address, là bằng new form control hết. Được chưa? Ở dưới này chúng ta sẽ sửa cái đoạn this hotel này thành this hotel form chấm set value, set value bằng data. Đó. Bởi vì chúng ta đang sử dụng cái hotel form, nó là một cái object, một cái instance của thằng form group mà. Do đó là chúng ta sẽ không gán trực tiếp giá trị cho những thành phần tử con của nó, mà chúng ta sẽ phải sử dụng cái hàm set value để nó ép kiểu dữ liệu lấy từ mock API về cho cái các cái thuộc tính của thằng hotel form này.
Được chưa thôi thím? Rồi thôi. Rồi nhá. Xong chưa? Xong lên đây chưa? Xong rồi đây. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái lượt là hiển thị ra giao diện của nó. Được chưa? Thì chúng ta xem trước một chút về cái hướng dẫn của nó này. Đây để tôi xem cái đoạn là form. Form. Group. Đây. Khi chúng ta sử dụng cái đây, cái profile form của nó là ví dụ là nó sử dụng profile form này, gồm tên của form này, sau đó các phần tử nằm trong này, được chưa? Thì thằng cha ấy, thì nó sẽ là form group, thằng con thì là form control, được chưa? Tiếp theo khi mà chúng ta sinh ra cái giao diện thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái thằng form này, đầu tiên chúng ta có thẻ form này, chúng ta có đóng mở ngoặc vuông của form group bằng cái tên của cái profile form ở đây, đây bằng cái profile form ở trên này. Cái này khớp với cái này, hai cái này khớp với nhau. Được chưa? Tiếp theo là trong các thẻ input của chúng ta. Các thẻ input của chúng ta để các cái attribute là form control name. Thì đây, cái này nó khớp vào cái này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ làm nhá. Bây giờ ở ngoài màn hình hero form hotel form component. Chúng ta sẽ để là hotel form.value. Dữ liệu là gì săn. Bây giờ chúng ta sẽ có cái form ở đây. Bứt mẹ nó cái action đi. Chúng ta sẽ sửa lại thành là form group bằng hotel form có cái div label. Đây là tên khách sạn này. Tên khách sạn này. Chúng ta có thể input file một text. Ai bằng cách có cái form control name bằng với lại là name, được chưa? Duplicate cái thằng này lên, logo address country, rồi hết tên khách sạn rồi, đến là logo, đến địa chỉ, đến đất nước. Rồi, ở đây chúng ta có là logo này. Ở đây là address này. Còn ở đây là cái mẹ gì nhỉ? Country. Và dưới cùng chúng ta có một cái nút button. Đây là lưu. Đây, tạo mới nó sẽ như này. Được chưa? Chi tiết nó sẽ cập nhật nó sẽ như này. Được chưa các thím ơi?
Thầy em hỏi chút thầy ơi. Ừ. Cái chữ tạo mới ở trang chủ của thầy là xuất hiện ở đâu ra vậy thầy? Thầy rất tốt ở phòng nào vậy? Cái nút tạo mới á. Đây vâng. Đây ở đây. Ok thầy ơi. Em lại lỗi rồi thầy ơi. Đâu lại sai chính tả, bây giờ bấm lại cập nhật lại trắng tinh rồi. Mẹ thằng nào Hải xây lại thằng Hải đấy trên An Văn Dũng ấy, nó báo một loạt lỗi luôn. Rồi cứ từ từ xem lỗi nhé thầy, vào console cả đống lỗi luôn, nhiều khi nó sai chính tả. Thì chắc chắn là nó sai chính tả rồi. À, từ từ. Form group mở ngoặc vuông, không đóng ngoặc vuông không để viết giá trị bố tổ. Đây, ông Khánh này. Form group kìa. Vẫn bị mà. Sửa rồi vẫn bị. Thì đấy chỉ là một trong số N lỗi của mày thôi. Mày mất niềm tin rồi. Ai cả đại. Tao quá mất niềm tin vào mày rồi. Không thể chấp nhận được. Rồi, form group HTML thầy. Em đóng ngoặc rồi vẫn bị mà. Từ từ từ. Để xem đã chứ. Mẹ thằng Lương cứ dục. Tao dục cái gì ơ? Ồ, tao ở bên tao đóng ngoặc là được luôn mà. Mày thử bên xem bên file chỗ HTML ấy thầy. Mày import thiếu cái gì rồi? À. Cái này nó tự import thì nó được mà. Cái đằng sai chính tả là tao biết mà. Thừa cái ngoặc ở sau cái hotel name nữa. À được rồi thầy ơi. Thôi không, cái not found này. Thế thì được rồi thầy ạ. Bên này sửa mỗi cái ngoặc là được mà. Cái lỗi viết thừa có nghĩa là em không đóng ngoặc mà em viết bằng hưu theo form cái ngoặc của form group luôn. Thầy ơi, thầy thử tao từ nãy giờ đang nói cái quả đấy mà. À được rồi, thế chốt form group của nói thầy. Được rồi này, ông chỉ sai mỗi cái này thôi. Sai chính tả không phải là sai chính tả mà sai đóng ngoặc sai. Thầy ơi, thầy sang cái stack split của thầy này vào cái chỗ chọn một người nào đó, xong rồi thầy vào ấn vào cái form tạo mới cập nhật xem có ấn được không, để em ấn bị lộ. Đã ra ngủ bên bài hàng hàng. Thầy ấn vào cái form mới cập nhật kìa. Nói chậm nó tím này. Cái dòng tạo mới cập nhật này. Sao nhỉ? Không. Đấy. Đấy đúng. Không không, chọn bất kỳ một người, ấn form tạo mới cập nhật đấy thầy. Không, bên trên cơ, form tạo mới cập nhật, cái chữ form tạo mới cập nhật này là đi mà. Nè, nó chứ cái này là phải xóa đi. Đây, là cái này đúng không? Vâng, thế cái này... Tôi sẽ đi. Đốt lại cái này không dùng ạ? Nó chẳng là cái gì cả, mấy nữa tôi sẽ để đấy là cái menu. Cái bài, ừ. Cái đấy là của bài hôm trước rồi, bài hôm trước nữa rồi. Em cứ ngồi em tìm xem nó lỗi chỗ nào. Mẹ hoàn cảnh. Thì dữ liệu các bạn nghe. Phải đóng cũng bằng được thì thôi. Được chưa? Xong rồi. Để xem nghe nhá, em bị lỗi. Ồ. Em thằng nào?
Cái này nó gần giống Java mà. Tụi em chỉ sợ là sai tính tả thôi. Khai báo nó hơi ngược. Cái mẹ gì đây? Sao thầy viên ném lên cho Hải đỡ sai tính tả. Gõ căn chân cách nó từ nhắc mà thầy. Đúng rồi này. Get ID, hotel ID. This hotel form set value data đúng không nhá? Đúng mà mày có sai gì đâu cú. Nhưng mà sao không chạy được à? Nó cứ thông báo nữa. Ai biết? Can't lie. Tạm thời comment cắt mấy cái này đi xem nó có hết lỗi không. Bên app module bạn ấy chưa khai báo thầy ơi. App module.ts. Khai báo gì? Cái chưa khai báo. Cái vừa nãy mình vừa khai báo anh thầy. Rồi. Không nhớ tên. Reactive for module. Ở dưới nhá. Anh mẹ luôn. À và em sửa. Đấy mẹ bọn này giờ còn sửa bài nhanh hơn mình. Lôi lắm quá rồi ạ. Để cái lanh quanh app module với cả sai chính tả. Được chưa được tí mày? Xong chưa? Hải thì em mất niềm tin về nó rồi. Hải dáng tìm một con người yêu nào. Bây giờ các bạn xem này, bây giờ chúng ta Hải có người yêu rồi. Tao đã xin con này ở trên cái đối tượng ở trên kia, ở phía trên này. Chúng ta sửa ở dưới này thì ở trên này nó auto nó cập nhật luôn. Được chưa? Thấy không? Ok. Thay cái cây áp. Đúng không? Đây thiện cái hát. Poly. Chạy luôn rồi. Nó tự sửa luôn đúng không? À. Thì đấy là cái tác dụng của Reactive Form. Còn lại bây giờ chúng ta bấm nút New, lưu. Đúng không? Thì lại quay về cái Hotel Form này. Khi mà chúng ta bấm nút lưu thì chúng ta sẽ tạo ra một cái sự kiện là onClick bằng với lại một cái action là Save Hotel. Save Hotel. Dạ. Và chúng ta sẽ định nghĩa ra cái hàm xếp hotel đó ở trong hotel form component.ts. Nó viết luôn dưới này. Yeah, xếp hotel. Vì sao tôi không nhận tham số gì cả? Bởi vì thực tế ra là không cần. Dữ liệu nó đã có hết ở trong cái this hotel form này rồi. Cho nên tôi không cần phải lấy của bố con thằng nào ở đâu nữa. Không phải truyền gì vào đây nữa cả. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ có như sau. Nếu this chấm hotel form chấm value chấm id mà bằng null thì ở đây nó sẽ là màn hình thêm mới là action là thêm mới dạ theo tức là có id thì ở đây nó sẽ là dẫn cập nhật dạ. Và bây giờ cái việc cập nhật hay thêm mới thì chúng ta phải phụ thuộc vào cái service ở trong cái hotel service nó đã có hay chưa, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa viết các cái hàm thêm mới cũng như là hàm cập nhật dành cho cái service hotel kia, cho nên bây giờ chúng ta sẽ phải viết vào trong hotel service này. Nhưng mà trước đấy các bạn cứ làm xong cái việc này đã, xong rồi chúng ta sẽ viết service thì giờ nó cũng dễ thôi mà. Get value. Chúng ta lấy một chút.
Được chưa có Thanh? Được rồi thầy ơi. Rồi ok. Được rồi. Đến lượt viết trong hotel service nhá. Thì chúng ta khá là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có là add new hotel. Nó nhận vào đây là cái hotel object. Được chưa? Và cái đường dẫn của chúng ta thì nó sử dụng luôn cái API URL, cho nên chúng ta không có cái bước này. Bây giờ chúng ta gửi HTTP request dạng POST. POST là tạo mới nhé. POST. Đấy. API URL. Và truyền cái dữ liệu. Dạng POST thì chúng ta phải có hai tham số. Tham số đầu tiên là cái đường dẫn, là cái này. Tham số thứ hai là cái hotel object. Dạ. Gửi đi đâu và gửi cái gì. Yeah. Đấy là hai cái chúng ta cần phải lưu ý. Tiếp theo đây là edit. Đây là update đi. Update hotel. Chúng ta cũng nhận vào đây là hotel object. Yeah. Với cái URL bằng API URL cộng với lại là hotel object.id. Và gửi gửi đi với method dạng put. Với đường dẫn là URL và tham số là hotel object. Đấy, đây lấy danh sách này, lấy danh sách này. Lấy một cái này. Xóa bởi bằng ID này. À, tạo mới này, đây là cập nhật. Được chưa các bạn ơi? Được rồi thầy. Được rồi. Hả? Ok rồi gì? Ok. Đây, cái này chúng ta biết phải làm gì rồi đúng không? This.hotelservice.addnewhotel và truyền cái this.hotelform.value vào. Dạ. Tiếp theo là subscribe nhận data
và chúng ta có thể là con số lốc cũng được, con số lốc ra cái data truyền về, sau đó là chúng ta có this.route.navigate để trang trục. Đó, tương tự ở dưới này, không khác cái vẹo gì luôn. Ít hotel service, nhưng mà đây chúng ta thay là update hotel, và action nó cũng như thế cả. Được chưa các thanh niên này? Thử cái nhá. Ngon lành cái nào đây? Khách sạn là Apple này. Logo khách sạn. FPT logo. Đúng không? Apple đúng không? Đây, logo đây, Duy Tân Việt Nam đây. Cập nhật đây. Tập đoàn nhà nghỉ. Được chưa? Xong chưa các team? Ok rồi thầy. Bây giờ tôi có một cái thử thách cho chúng ta như sau. Bạn nào làm được cái này tôi sẽ cộng thêm cho 2 điểm ở segment 1. Đó là ở trong cái màn hình hotel detail này. Ở đây nhá. Trong này. Tôi đã nhìn thấy ở trong cái mock API của tôi. Trong cái mock API của tôi nó có hai bảng với nhau. Room và hotel. Nhìn thấy không ạ? Cái room này thì bao gồm ID, hotel ID, room number, IMEI, số lượng người lớn, số lượng trẻ con. Thế giờ bây giờ tôi sẽ tạo lại cái này nhá. Tôi tạo lại cái này cho bạn nhìn này. Đây như sau. Tôi sẽ tạo ra một cái resort mới. Tên của nó là room. Tên của nó là room được chưa ạ? Gồm các cột như sau. ID này. Room name này. Image này. Được chưa? Tiếp theo là số người lớn ở trong phòng. Number. Children. Cũng là number luôn. Được chưa? Đây, ID name. Rồi hết, được chưa? Sau đấy tôi bấm kích từ đây, tôi kích vào đây. Thì thằng con, thằng room nó tự động là con của cái hotel này luôn. Thì nó sẽ tự thêm vào đây một cái cột nữa là cột hotel ID. Được chưa? Đó. Nhớ nhá, thằng nào là con thì kích từ thằng đấy vào thằng cha.
chứ hôm trước có thằng là kích ngược từ xa xuống con thì đến lúc đấy lại phải xóa toàn bộ bảng đấy. Dạ. Và bây giờ tôi sinh ra dữ liệu cho nó. Bây giờ các bạn làm cách nào đó để ở trong cái màn hình, ở trong màn hình chi tiết này này, chi tiết thông tin khách sạn này, ở dưới này các bạn hiển thị cho tôi danh sách các cái phòng của cái khách sạn này. Em thay cái này bằng cái school với cái class được không thầy? Được, được. Em cái đấy thì làm xong rồi. Đâu xem nào. Đợi em một chút ạ. Được chưa, các bạn khác làm đi. Cơ hội còn rất nhiều, tôi cho mở cho đến 4 giờ 45 phút, tức là 20 phút nữa. Top 5 bạn xong đầu tiên thì sẽ cộng điểm. Làm luôn nha. Đây tôi sẽ để nguyên cái mẫu API này đây cho các bạn. Đây, room. Yêu cầu là gì thầy đọc lại được không ạ? Đây nhá, tạo thêm một cái research là room. Đây, tạo thêm một cái research là room. Gồm các cái cột như này, ID, hotel ID, name, image, adult, children, được chưa? Dạ, và cái thằng này nó là con của thằng hotel. Thì bây giờ ở cái giao diện chi tiết của chúng ta, giao diện chi tiết khách sạn ấy, yêu cầu là ở dưới cái đoạn cập nhật với delete này, nó là hiển thị ra danh sách tất cả các cái phòng thuộc về cái khách sạn này. Được chưa? Đấy, đề bài chỉ có thế thôi. Đây thầy ơi. Thì bây giờ các bạn làm. Để xem này. Đi. Gì? Đây cái em tay cái school. Không gửi em... trên này đâu nha, em share màn hình. Xem màn hình. Ờ, em share màn hình đi. Anh gửi lên đây chúng nó copy hết à? Tôi lỗ à? Trời, tắt xe. Mày cứ xe đi, nó đè lên mà. Nó đang bị lag ạ. À. RAM 8 đấy, gáy. Điền, máy tham gì về RAM 8? Đâu? Thấy chưa thầy ơi? Rồi. Đây là cái danh sách các lớp. Đây là danh sách trước là danh sách trường, sau là danh sách lớp. Đây là danh sách các trường. Ừ. Đây, thông danh sách các lớp. Đây là thông tin của trường đâu? Đây ạ. À? Có đây mấy à? Cái tên trường với cả mấy cái địa chỉ linh tinh ạ. Còn rồi. Chưa có ấy. Rồi. Còn đây là thông tin của lớp ạ. Lớp em không để ảnh. Được. Ok. Phan Duy Lương à? Đào Duy Lương. Đào Duy Lương à? Tắt chia sẻ nha thầy. Ừ. Cộng điểm. Đào Duy Lương. Rồi, xong, người đầu tiên. Rồi, các bạn khác làm đi. Đến lượt các bạn. Không khó đâu, dễ mà. Khác mỗi cái link thôi mà. Rồi, khác mỗi cái link thôi. 20 phút nha. Thấy cho em xem cái mock API. Cái gì em? Cho em xem cái mock API. Đây Như, đang ở mock API. À quên, chưa share lại màn hình. Được chưa em? Rồi.
Thế nãy thầy kéo cái hotel ID vào như nào? Bên em mạng lắc không không thấy luôn. Đây nhá, em tạo research mới thì cái thằng room ấy lúc đầu nó ngang hàng thằng hotel đúng không? Vâng. Bây giờ em kích vào đây, em kéo lên đây thì là thằng room nó tự nó chạy vào trong. À em hiểu. Trời ơi, Xiaomi ra mắt mũ kích thích mọc tóc cho người bị hói. Giá 4 triệu đồng. Các ông góp tiền mua tôi đi. Đúng. Mỗi người góp thầy 1.000 còn đâu thầy. Xin vợ đấy.
Chúng ta còn một phần nữa là phần validate dữ liệu. Thì đợi sau khi nghỉ hết thì chúng ta sẽ học nốt nha. Đợt tới thì các bạn sẽ nghỉ 2 tuần học môn này, thì tức là chúng ta sẽ học hết tuần này. Thì bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 thì chúng ta sẽ được nghỉ 2 tuần để vừa học vừa ôn thi cho các môn block 1. Thì chúng ta sẽ học nốt những cái phần còn lại và luyện tập thêm vào những cái nội dung sau khi mà chúng ta nghỉ xong. Hôm qua thấy nhà trường đăng cái tin thi online lên thì các thanh niên cũng gào ầm lên. Thế nọ thì trai. Quan điểm của các bạn việc thi online là như nào? À, các thanh niên lằng nhằng phức tạp lắm thầy. Hả? Lằng nhằng phức tạp, đăng nhập các thứ linh ta linh tinh nhiều bước. Cái gì mà lằng nhằng phức tạp? Đăng nhập cái gì đấy? Em thấy trên thông báo nó bắt đăng nhập điện thoại xong rồi máy tính cái gì nhiều không, lắm đấy thầy cho, đấy nhá, em phải lưu ý này, đọc kỹ nào. Cái người ta ghi dài dài ấy, là dành cho lớp nào thi thi bằng LS. Thì kiểu gì bọn em phải thi chính trị mấy cái pháp luật mà. À ờ đúng rồi, quên. Thì đằng nào nó cũng thế thôi ạ. Sáng nay tôi mới thi pháp luật đều chi rồi. Tìm ra giải pháp ấy để nó đỡ vất vả hơn cho tất cả mọi người ấy thì như này. Thì là chắc là sẽ triển khai theo hướng là mỗi một phòng thi thì sẽ chỉ có 10 sinh viên thôi. Và một giám thị. Đó, để các thứ setup và support nó nhanh, cũng như là theo dõi cái quá trình các bạn làm bài nó nhanh. Được chưa? Tức là sẽ có cực kỳ nhiều các cái phòng thi khác nhau được mở ra cho từng môn một. Cứ 10 bạn là trên một phòng như vậy, và mỗi một phòng thì có một giảng viên. Đấy, cứ đến giờ là nhảy vào quay vào chơi thôi. Thì nó sẽ đỡ hơn cái việc là như trước chúng ta thi LS là đồng loạt rất là nhiều sinh viên cùng với thi một ca. Đến lúc đấy chỉ có một hai người, kể bởi vì cái online này hai người hay một người trong room ấy thì nó cũng như nhau thôi. Đấy, nên là chúng ta có cái giải pháp đấy thì cái việc thi LS của bạn nó đỡ hơn. Còn lại các cái môn chuyên ngành thì hôm qua tôi ngồi thống nhất với lại các thầy cô cũng như là với ông Minh rồi, thì là các môn chuyên ngành về ca, đặc biệt ở trong hai mảng về ứng dụng cũng như là công nghệ thông tin ấy, thì sẽ thi vấn đáp hết, thì dựa trên bài assignment của các bạn đã làm để hỏi trên đấy thì nó sẽ ổn hơn cho chúng ta. Cái gì đấy, thằng Huynh nó nói cái gì đấy? Mắc assignment 1 được 8, mắc không có thể được 10, nhưng mà nếu mà được 10 rồi thì tôi sẽ cộng với những cái điểm khác nếu mà nó thấp. Gì đây, có thằng nó đang khịa om xiên trên nhóm 2019 là sao à Huynh ơi? Chẳng hiểu mày đang viết cái gì cả. Em còn không tạo được cái mối liên kết của mock up, nghĩ gì em đi. Đâu, share màn hình đi xem nào. Vâng thầy. Om xiên là cái gì? Từ chuyên ngoài ngành quá không hiểu được. Nói cái gì vậy? Đây nhá, em kích vào cái hình tròn tròn ở đầu cái room đi. Đấy, kích vào đấy, xong em kéo lên cái hình tròn tròn ở thằng hotel, đúng rồi, kích vào đấy. À, thế không được rồi. Em xóa cái motel với cái student đi. Xóa đi. Xóa hai cái đấy đi luôn, delete luôn đấy. Cho hai cái đấy cùng làm con thì mới được. Ờ đúng rồi. Đấy em kích lại. Đó. Đấy. Được chưa? Yeah, nó không cho bay qua đầu cái thằng bạn kia. Cái này nó hơi bị ngu tí. Hôm nọ em ngồi mò mấp máy. Nói cái đích gì, thực ra là cái bài toán là chúng nó chỉ nhìn thấy, nhiều khi các bạn đã nhìn thấy cái một hướng thôi, là hướng các bạn thích gì chứ không phải là các bạn thực sự là cần gì. Bởi vì tôi cũng chia sẻ rất nhiều rồi,
là trong cái giai đoạn dịch này thì tất cả mọi thứ đều đi xuống, và sắp tới cái giai đoạn mà đến đến cái giai đoạn sắp tới khoảng vài tháng nữa thôi là kinh tế sẽ toang, nền kinh tế nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì bây giờ các cái công ty cũng như là các cái đơn vị sản xuất từ nông nghiệp cũng đang toang rồi. Dịch như này thì người ta không vận chuyển được, không bán được thì rau màu hoa quả các thứ nó sẽ thối hết, hỏng hết đấy. Xong rồi không có người ra đường mua hàng thì mấy cái chỗ sản xuất quần áo, hàng hóa, giày dép thì cũng đứt hết, nếu đấy không có tiền, dẫn đến là sẽ có cực kỳ nhiều người ra đường. Mà chúng ta bây giờ để càng lâu càng chết, những cái thằng mà lập trình viên ra đường đây. Thế cho nên là bây giờ phải cố học xong sớm đi mà ra mà cạnh tranh với chúng nó, chứ để càng lâu thì cái cơ hội càng đóng lại. Cứ kêu gào cho lắm mà rồi ra đường hết. Chính những thằng càng kêu to càng dễ toàn, trừ khi nhà có điều kiện thôi. Đấy là cái thứ hai là nhà trường cũng đang tính cho cả mình, tức là tìm giải pháp cho cả chính bản thân nhà trường lẫn các bạn. Đấy, nhiều khi là kiểu dạng không hiểu hết ấy, nên là nó cũng có những cái phát ngôn nó không được đầy đủ. Các bạn cứ đọc báo thì biết. Tôi share làm gì, tôi cũng không đọc. Thằng Khương nó vào xem bài nó kìa thầy. Đi xem bài em mới thầy. Khương đâu? Có nhìn thấy gì đâu? Đây để em rồi em share. Ừ, share đi. Đây mới thấy nhìn của mỗi ông Trần Trung Hải giờ vẫn đang share này. Đâu? Đây. Giờ vấn đề của em là gì? Cho anh hiển thị ra cái school ạ. Lấy đi. Cái này hiển thị ra cái school, em làm cái bài đề 2 của assignment ạ. Ờ. Đấy, chỗ này bấm vào thì hiển thị thông tin qua cái school, có đây class ở dưới của nó. Thế đúng rồi, còn gì nữa? Vâng, thì em bảo thầy rồi ạ. Chấm cái gì? Vâng, em chấm ạ. Ừ, rồi. Không phải là em lỗi ạ, em chấm ạ. Rồi, ok, cái gì nhỉ? Trần Minh Khương đấy ạ. Trần Minh Phương 2 An 1. Rồi xong. Rồi ok, hôm nay chúng ta điểm dậy xuống nghỉ nhá. Tao còn ai hỏi gì không? Không ai chấm gì nữa đúng không? Ok, điểm danh nè. Trần Trung Hải. Có không? Lưu Thanh Phương, rồi Bạch Công Dũng, Nguyễn Tiến Trường, Nguyễn Sĩ Mạnh, Vũ Đức Anh, An Văn Dũng có không? Đây thì nó loanh quanh đây đi đâu à? Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Tuấn Sơn, Vũ Đức Đặng Văn Toàn. Thế ơi, có em thầy ơi, em đang phải làm bài. Có em. Đang là phải làm bài của nôn đấy. Vũ Đức Huân. Nguyễn Đình Dương. Nguyễn Quang Huy. Trịnh Quang Minh. Đặng Minh Chiến. Nguyễn Văn Huynh. Đào Trung Chiến. Tô Tiến Dương. Lê Hoài Nam, Phùng Minh Hiếu, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Chu Mai Lan, Vũ Đức Bình, Phan Tiến Long, Nguyễn Minh Quốc. Quốc có không? Hà Ngọc An, Trần Minh Khương, Dương Tấn Minh,
Dương Tấn Minh không có đúng không? Lê Đức Quyền gì đây? Nguyễn Minh Quốc ở đâu chứ? Anh trên như đây, anh trên thôi. Rồi. Đào Duy Lương có em thế. Nguyễn Minh Tuấn có. Trần Ngọc Hải có. Nguyễn Quyết Chiến, Phan Đình Bình. Rồi còn những bạn sau vắng này, Dương Tấn Minh này, Phan Tiến Long này, đấy có hai bạn đấy thôi. À Vũ Đức Huân nữa là ba bạn. Rồi còn ai thắc mắc gì không ạ? Thì buổi hôm nay chúng ta dừng lại ở cái việc thêm